Thì đội trưởng tại Di Maria và số 99 là thủ môn Hoàng Phúc. Trận đấu gần nhất thì cao thủ đội bóng PTFC đã để thua ngược 4-2 ở danh hiệu vua phá lưới, xếp sau Phantom với 4 bàn của bất động sản Nam Dương. Nguy hiểm, bàn thắng đến từ rất sớm dành cho ca thủ của đoàn quân áo xanh trong cùng FC. Đó là một pha xử lý rất gọn gẽ được tạo ra với cú vô lê của Quang Huy. 1-0 dành cho ca thủ Sông Hùng. Bàn thắng đến từ sớm. Cú đá từ xa rất uy lực. Với pha bóng xử lý dứt điểm từ xa vừa rồi bên phía PT là Lê Hoàng Nhân đá hồ vệ trái. Nguy hiểm, không vào. Cú đá đối khá hay của Lê Hoàng Nhân sau pha phạt góc rất tinh quái và chính xác của đội trưởng Tài Di Maria. Trên trái của Tài luôn rất lợi hại, đó là quả chuyền. Nguy hiểm, bóng đi chìm. Tỷ số lên thành 2-0. 2-0 cho ca thủ Sông Hùng. Một ngày chơi phải nói là như lên đồng và rất có chuyện ghi bàn. Bàn thắng thứ hai rồi. Đó là Quang Huy, người đã mang lại quả đá phạt, và Chí Nên là người đã ghi bàn. 2-0. Tình huống vừa rồi thì một trận đấu của bất động sản Nam Dương và Quốc An Quốc Bình Chèn đã khép lại một trận đấu hay. Ngay hiệp 1 đã có tới 5 bàn thắng của cả thủ vàng liên tục phải ra trái để kiếm tìm bóng. Vậy là Quốc Huy chuyền vào. Một cuộc chuyền đầy ý đồ của Huy Đình. Chắc có ở bên trên á, anh Tuấn có ở bên cửa không? Chuẩn bị thái binh, nó có binh bom. Không được. Cú đá khá tốt của Tây Phát. Như vậy cuối cùng đã có được bàn thắng quan trọng của ca thủ PTFC. Chúng ta cùng xem lại tình này, một quả bên bóng bổng. Sân chơi mơ ước là các thi đấu bóng bổng luôn là một giải pháp tấn công tốt dành cho ca thủ của đội bóng PTFC. Một quả bên rất nguy hiểm. Một pha bóng mà thủ môn của đội bóng Sùng Sơn Đô đã bắt tập trung. Rất nhiều quả bóng được tạo ra và đó là một sự lựa chọn hợp lý trong Phục Trường. Coi rất nguy hiểm. Đó là của bên mà trong thế mất chủ vẫn có cú đá cuối cùng của cả thủ đội bóng áo vàng. Hoàng Cao đã bị đau và nằm sân chiến thuật. Không được. Thắng. Nguy hiểm đấy, lội sốt. Vẫn chưa thành công. Đó là một quanh rất lộn xộn nhưng cuối cùng thì ca thủ của đội bóng Sông Hùng vẫn có thể đưa bóng ra thật xa với cú thành của mình.